Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa chủ động biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Thanh Hóa quan tâm phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng có 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật. Cùng với Bộ phận Thường trực, Đội Thường trực đặc biệt chống COVID-19 của Bộ Y tế gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ đến từ các đơn vị của Bộ Y tế cũng sẽ sát cánh cùng thành phố Đà Nẵng ứng phó với dịch COVID-19. Đây là lực lượng phòng chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch COVID-19 ở Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận, nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh mắc COVID-19 nặng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 người phục vụ công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec, tập đoàn Vingroup vừa phát triển thành công 2 bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đạt chất lượng tương đương với các sinh phẩm chẩn đoán theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bộ xét nghiệm giảm được 70% thao tác kỹ thuật, tăng gấp đôi tốc độ, đảm bảo độ chính xác cao với chi phí thấp. Hai bộ kit này được phát triển dựa trên quy trình công nghệ của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép từ tháng 3 vừa qua. Kết quả kiểm định độc lập từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Kiểm dịch Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế cho thấy hai bộ VinKit hoạt động ổn định, chính xác 100% trên mẫu lâm sàng. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm F0, F1, F2 và các đối tượng khác. Trong đó, đối với thí sinh thuộc diện F0 ca bệnh xác định dương tính với SARS-CoV-2 phải cách ly điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện F1 tiếp xúc gần với F0 phải cách ly tập trung. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho các thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly. Thí sinh thuộc diện F2 tiếp xúc với F1 cách ly tại nơi cư trú. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương. Đối với các thí sinh khác, việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng tại điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu ban chỉ đạo thi các tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 như phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các điểm thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý các khu điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có sản phẩm du lịch, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, khai báo y tế, theo dõi chặt chẽ lượng khách du lịch tại các khu điểm du lịch, khách trong các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Đối với ban quản lý các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức phun thuốc khử trùng, bố trí nơi đặt xà phòng, nước rửa tay, nước sát khuẩn, hướng dẫn du khách vệ sinh cá nhân ngay cổng vào, thực hiện việc hướng dẫn khách khai báo sức khỏe. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, yêu cầu không tổ chức đón khách hoặc tổ chức cho khách đi du lịch đến vùng có dịch trong thời gian này, trước mắt là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế. Quán triệt hướng dẫn viên chủ động hướng dẫn khách thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân khi đi du lịch. Đối với khách du lịch là người đến từ các địa phương có dịch trong vòng 14 ngày, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và báo cho cơ sở y tế, chính quyền địa phương để được hỗ trợ. Đối với khách du lịch không đi qua công ty lữ hành, các đơn vị vận tải phải có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách đoàn, rà soát kỹ danh sách khách để đảm bảo không có khách đến từ vùng có dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và giữ ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.
đo thân nhiệt cho khách hàng, người lao động trước khi vào làm việc. Yêu cầu cán bộ nhân viên thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là những việc làm cụ thể đang được doanh nghiệp này triển khai thực hiện ngay khi có thông báo về xuất hiện lại các ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Công ty thì đã ban hành các cái quy định cũng như là hướng dẫn người lao động để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, như là tránh tiếp xúc đông người, rồi người lao động đến nơi làm việc tránh đi lại để chống cái nhiễm chéo cộng đồng, và đồng thời là đã phát khẩu trang cho người lao động, phát nước rửa tay khô, thực hiện khai báo y tế trong công nhân lao động. Để phòng chống dịch COVID-19, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa đã trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn phát cho người lao động, tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh nơi làm việc, chủ động bổ sung dinh dưỡng cho các bữa ăn ca nhằm tăng cường sức đề kháng cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh ứng phó trong tình huống dịch bùng phát trên diện rộng. Chúng tôi đã tăng cường nhập tất cả những cái trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Thí dụ như là bột Chromium B, rồi nước rửa tay, rồi khẩu trang, găng tay. Đối với cán bộ nhân viên mà đi từ những vùng dịch trở về thì chúng tôi yêu cầu thực hiện khai báo y tế tại nơi cư trú theo quy định, và cũng tuyên truyền khuyến khích cán bộ nhân viên là cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để bảo vệ cho bản thân mình cũng như có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Chúng tôi cũng đã bố trí những cái khoảng cách làm việc cho cán bộ công nhân viên một có một khoảng cách nhất định để nâng cao cái việc phòng chống dịch COVID, và toàn bộ anh em trong công ty cũng đã chủ động khi đến công ty cũng đeo khẩu trang để làm việc, rửa tay sát khuẩn trước khi ngoài cổng bảo vệ khi vào làm việc tại công ty. Khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, đồng thời giữ ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng nhập thịt lợn, lợn sống nguyên con để giảm áp lực nguồn cung trong nước, từ đó hạ giá thịt lợn hiện nay. Theo thông báo, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu được lợn về giết mổ ngay, đồng thời ra Bộ Công Thương đảm bảo tốt khâu lưu thông, phân phối, triển khai chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, vận chuyển lợn thịt và thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là tại các tỉnh giáp biên giới Lào và Campuchia. Được biết, đến đầu tháng 7 đã có 7 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gần 9.000 con lợn sống từ Thái Lan. Lượng thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn nhập khẩu trong nửa đầu năm nay cũng tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, giá lợn hơi trong nước vẫn chưa giảm như kỳ vọng. Kéo theo đó, giá thịt thành phẩm vẫn đứng im ở mức cao. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn giảm 0,19% so với tháng 12 năm 2019 và là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tính bình quân 7 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 4,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong mức tăng 0,4% của CPI tháng 7 so với tháng trước, có 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm giao thông tăng nhiều nhất với 3,91%. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào thời điểm ngày 27 tháng 6, làm chỉ số giá xăng dầu tăng 9,02%, tác động đến CPI chung tăng 0,37%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,47%, chủ yếu do giá điện nước sinh hoạt, giá ga và giá dầu hỏa tăng vào thời điểm nắng nóng. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,3%, vì đây là tháng học sinh sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè nên nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,18%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%. Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, qua đó góp phần tăng cường nguồn cung và từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn của người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một lượng lớn thực phẩm an toàn đang được cung ứng qua hệ thống cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn. Để nhân rộng mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, các địa phương đều đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ về vốn, thủ tục và tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, xác nhận kiến thức về kinh doanh thực phẩm an toàn cho các chủ cửa hàng.
Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở kinh doanh cũng như người dân về sản xuất, sử dụng thực phẩm an toàn. Cửa hàng chúng tôi đã nhập hàng của các cái đơn vị có cái uy tín trên cả nước và có cái tiêu chuẩn Việt Gáp, làm các cái tiêu chuẩn là tốt cho ngày về cái ngành rau và có cái hóa đơn xuất kho và các cái chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có và có các hợp đồng mua bán rau củ quả và các hợp đồng khác để liên quan đến cái vấn đề an toàn thực phẩm. Cùng với việc xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, việc phát triển các chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang được các địa phương tích cực triển khai. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 164 chợ kinh doanh thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam 11856/2017. Và Thanh Hóa cũng trở thành tỉnh đi đầu cả nước trong việc nhân rộng các mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. Việc xây dựng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm đã góp phần đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý của Ban Quản lý chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của ngành chức năng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Các hộ tiểu thương đến kinh doanh tại chợ thị trấn đều phải có cái giám sát sức khỏe định kỳ hàng tháng, hàng năm. Cái thứ hai là cái sổ theo dõi hàng ngày, tức là các họ phải cập nhật tin tức mua gì, những cái gì, ở đâu thì đều phải cập nhật vào cái sổ đấy hàng ngày. Thì ban quản lý là chuyên môn đi các kiểm tra về chất lượng có đúng là hàng mới, hàng tươi sống để bà con đến mua thì yên tâm. Thời gian vừa qua tháng 5 và tháng 6, Sở Công Thương phải làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân các huyện thị. Thì theo đó cũng đi trực tiếp tới tại các cái chợ mà đang triển khai thực hiện, rồi cùng với Ủy ban nhân dân các xã phường để nắm bắt cái tình hình, để rồi từ đó trên cái cơ sở thực tiễn như vậy để có cái giải pháp để triển khai. Tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu đến năm 2020, 50% thực phẩm được tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận. 100% chợ, cửa hàng thực phẩm an toàn đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm. Để đạt được mục tiêu đó, hiện các sở ngành, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các mô hình chợ, cửa hàng thực phẩm an toàn, siêu thị mini tại các huyện, thị xã, thành phố. Tích cực triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Trong đó, chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại chợ, hỗ trợ thiết bị kiểm tra nhanh cho các chợ, cửa hàng thực phẩm an toàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp gỡ 203 đại biểu đại diện cho 6,4 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước khẳng định. Những thành tựu cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt hơn 90 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo mà trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo. Đây không phải là những vị quan cách mạng, mà là những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Thủ tướng khẳng định, một dân tộc có bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến, một dân tộc sinh ra nhiều bậc hiền tài, danh nhân văn hóa, trong đó có nhiều danh nhân được thế giới tôn vinh. Một dân tộc đã hiển hách chống lại hàng trăm cuộc xâm lăng của ngoại bang để trường tồn, thì đó phải là dân tộc mạnh. Dân tộc đó quyết không để thế giới coi thường như một dân tộc bạc nhược, quyết không thể là dân tộc nghèo. Đây cũng chính là sứ mạng mà ngành tuyên giáo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chung tay gánh vác. Mục phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa của báo Quân đội Nhân dân có bài viết với tiêu đề Ngành tuyên giáo với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả và những vấn đề đặt ra. Bài báo khẳng định sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mục điểm báo xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trước nhiều vụ việc, những nông sản của Việt Nam bị mạo danh mã số vùng trồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu sản phẩm, báo điện tử Dân Việt cho rằng
cần ngăn chặn trò mạo danh làm hại nông sản Việt. Mạo danh ở đây là một số doanh nghiệp đã đánh cắp rồi tùy tiện dán mã vùng trồng của một số loại nông sản chất lượng để tiện cho xuất khẩu. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín của những nông sản đã có thương hiệu. Nguyên nhân được chỉ ra là việc quản lý mã vùng trồng trong thời gian qua chưa được chặt chẽ. Các mã này đều đăng tải trên trang website của Cục Bảo vệ Thực vật nên doanh nghiệp dễ có cơ hội lợi dụng để mạo danh. Sau vụ việc nhãn hiệu vùng trồng của hợp tác xã xoài Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh bị mạo danh, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng vào cuộc xử lý vi phạm, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sớm ban hành hướng dẫn các biện pháp quản lý mã vùng trồng không để bị lợi dụng mạo danh. Trong khi cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang đồng lòng cố gắng phòng chống dịch COVID-19, thì hàng trăm người đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Thậm chí có người còn ngang nhiên khoe chiến tích bỏ trốn trên mạng xã hội. Báo điện tử Dân Việt cho rằng đây là lỗ hổng ý thức trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Theo các chuyên gia y tế, việc trốn tránh cách ly y tế của các cá nhân nói trên là hành vi nguy hiểm cho cộng đồng, bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cho bệnh dịch lan rộng. Ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học Việt Nam cho rằng, đặt trong bối cảnh chính phủ và hệ thống y tế đang nỗ lực tập trung cao độ để phòng chống dịch COVID-19, thì việc số ít người cố tình trốn tránh cách ly y tế là hành động không thể chấp nhận được. Điều đó có thể do họ nhận thức chưa đầy đủ về dịch COVID-19 và thiếu ý thức trách nhiệm. Báo Lao động vừa có bài viết đáng chú ý với tiêu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2020 được áp dụng đặc cách nhưng không xáo trộn. Theo bài viết, chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đang gấp rút lên phương án để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có phương án xét đặc cách cho những thí sinh phải nằm viện vì COVID-19 hoặc bố trí cho các thí sinh diện F1, F2 có phòng thi riêng. Về phía trường đại học, các kịch bản cũng được đưa ra để đảm bảo công tác tuyển sinh 2020 không bị xáo trộn bởi dịch COVID-19. Nhiều trường cho biết đã lên phương án sẵn sàng ứng phó vì hiện nay quyền tự chủ được mở rộng. Nên dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 không diễn ra được, thì các trường vẫn có thể tuyển sinh theo các phương thức khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 16 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng. Hiện nay, các chủ doanh nghiệp vận tải, ban quản lý, bến xe khách đã thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương, để phòng chống sự lây lan dịch bệnh, nhất là trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng, Ủy ban dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe thực hiện ngay các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Theo ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hiện nay tại các bến xe trên địa bàn thành phố đã triển khai tốt việc tuyên truyền cho toàn bộ các nhà xe tại bến thực hiện nghiêm túc quy trình phòng chống dịch của Bộ Y tế, đồng thời kiên quyết không cho xuất bến đối với những xe vi phạm công tác phòng chống dịch. Bến đã thực hiện triển khai tới các nhà xe về cái thứ nhất là nhà xe là phải chuẩn bị cái trang thiết bị đầy đủ để cho sát khuẩn từ tay và xe từ trong ngoài và tất cả hành khách đi xe là phải đeo khẩu trang. Và đối với cái nhà xe đi tuyến đường Đà Nẵng thì đã thông báo từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2020 thì hai nhà xe Tuấn Thành và nhà xe Tú Tạc đã chấp hành tốt về cái tuyến đường Đà Nẵng Thanh Hóa và Thanh Hóa ngược lại. Tại một số doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh, công tác phòng chống dịch đang được các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện bằng việc phun xịt khử trùng, dung dịch rửa tay, khẩu trang đã được trang bị đầy đủ trên xe cho hành khách trước mỗi chuyến đi. Đặc biệt, công tác khai báo y tế bắt buộc đối với mỗi hành khách được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Khi mà công ty thực hiện những cái biện pháp phòng dịch như vậy để mong muốn làm sao đó để đẩy lùi dịch bệnh và để nâng cao ý thức của những khách hàng đi xe thì cũng yêu cầu khách hàng là chấp hành những cái nội quy định của nhà nước và nhà xe đề ra để làm sao đấy để chúng ta để lùi dịch COVID trong tình hình mới một cách nhanh nhất. Với việc đã và đang triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải, ban quản lý các bến xe sẽ góp phần vào việc hạn chế lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.